Alo. Một hai ba bốn, alo. Xin chào mọi người. Xin chào. Lâu lắm không online, livestream tí cho nó vui vẻ trò chuyện. Công việc của mọi người có tốt không ạ? Alo. Alo, 1 2 3 4, nghe rõ đa kênh tốn tiền lắm, không phải gu của em. Người ta bán hàng thì phải đa kênh thôi, nào nào được không, làm nào được Linh. Bây giờ Linh làm cách nào? À, theo Linh thì Linh làm cách nào? Xin chào mọi người. Mọi người có chủ đề gì trò chuyện không? Rảnh rỗi trao đổi khoảng 30 phút tí thôi nhỉ. Bây giờ thì năm nay Covid thì cũng sẽ tình trạng cũng sẽ không khá khẩm hơn là bao nhiêu đâu. Cho nên là các bạn cứ xác định là năm nay cũng vẫn sẽ chìm nổi như thế này. Đợt này sẽ chưa chưa xử lý được dịch đâu, thì đợt tới sẽ dập được một chút, thì lúc đấy là mình sẽ lại ổn định được khoảng 1 2 tháng. Ổn định được 1 2 tháng xong thì có thể sẽ lại có cái nguy cơ bị dịch, bởi vì là từ các cái lao động nhập cư hoặc là các cái chuyên gia hoặc các cái, người mà cũng có thể lây nhiễm trong cộng đồng. Nói chung Việt Nam mình là một cái đất nước mà kiểm soát Covid khá là tốt. Và khi kiểm soát Covid như vậy thì bắt buộc họ cũng sẽ phải chấp nhận là hy sinh cái việc bán hàng kinh doanh, đúng không? Hy sinh mà. Tối nay là tối thứ sáu nên là mọi người cũng không online nhiều đúng không? Linh bây giờ vẫn bán cái hoa cài áo à? Hay bán cái gì nữa không? Chào Tùng, lâu lắm rồi không gặp, giờ lại bán cái gì Tùng ơi? Tùng Tùng lại bán cái gì? Lâu rồi không update mọi người, Tùng thầy dạy phải lâu lắm rồi nhỉ? Chắc phải 5-6 năm rồi nhỉ? Đó là đi làm gì rồi? Alo Linh ơi, có nghe rõ không? Xin chào mọi người. Mọi người mà đang theo dõi livestream thì vào trò chuyện tương tác cho vui. Chứ bây giờ tôi ngồi đây tôi không biết mọi người muốn nghe cái gì. Tôi thì tôi đang chuẩn bị viết một cái cuốn sách số 6. Nói chung cũng được cái nhiều chữ nên là viết cũng khá nhanh. Năm vừa rồi là kết thúc được 2 cuốn, thì chuẩn bị xuất bản 3 cuốn mới, là cuốn Facebook 2021, cuốn khởi nghiệp kinh doanh online 2021 và cuốn content 2021 đều đã trả ra nhà xuất bản rồi. Bây giờ chuẩn bị viết cuốn experience, customer experience playlist, tức là dịch ra tiếng Việt là trải nghiệm khách hàng vô giá. Một cái cuốn sách rất là mới và rất là hay, nói về trải nghiệm khách hàng. Bán áo à? Mọi người có thể chuyển hướng sang bán sàn nhá, tức là bán trên sàn thương mại điện tử. Có 3 cái sàn để mọi người có thể bán rất là tốt, đấy là Tiki, Shopee và Lazada. Thì 3 sàn này nó đều có những cái ưu và nhược riêng, nhưng mà về cơ bản nó đều có những cái thuận lợi. Thứ nhất là nó có một cái cộng đồng người mua có sẵn khá là lớn. Thứ hai là họ cũng chi ngân sách marketing cho sàn rất là lớn để hút người dùng, hút traffic về. Đấy, và cái công ty ví dụ như là Shopee, công ty mẹ của Shopee là công ty SER, là công ty She, đấy là một trong những công ty thương mại điện tử lớn của Trung Quốc, và họ có một cái mảng game kiếm rất là nhiều tiền, nên họ nuôi được cái mảng thương mại điện tử đang rất là thua lỗ này, thì hãy tận dụng đi, bởi vì nếu mà có thể đến lúc mà công ty mẹ là công ty She mà nó vỡ trận thì cũng có thể là Shopee sẽ toang, chúng ta sẽ không kiếm được những cái đơn hàng, cũng không kiếm được những cái lượng khách của Shopee đâu. Nếu mà nói Shopee toang thì rất là khó, nhưng mà nếu như công ty mẹ mà không thể nuôi được, bởi vì là Shopee vẫn đang thua lỗ rất nặng,
Nhìn chung các sàn thương mại đều đang thua lỗ rất nặng, thua lỗ nhiều hay thua lỗ ít thôi. Vẫn là các cuộc đua đốt tiền, chết rất nhiều các dự án rồi, nhưng mà vẫn còn những cái dự án nổi bật ở Việt Nam là Lazada, Tiki và Shopee. Trong đó thì Shopee đứng đầu, sau đó thì đến Lazada và cuối cùng là đến Tiki. Thì các cái sàn này đều có những cái giải pháp bán hàng, ví dụ như là nền tảng quảng cáo nội sàn. Thí dụ như Tiki thì có Tiki Ads, Shopee thì có Shopee Ads, rồi thì đều có giải pháp là livestream cho sàn. Thì cái phương pháp livestream trên sàn thì cũng là một cái phương pháp mà bắt chước từ nền tảng livestream của các hãng như là Facebook hay là các cái trang thương mại điện tử của Trung Quốc, thì đều có tính năng phát livestream. Và ở Trung Quốc thì các cái giải pháp về livestream đều là bán hàng rất là tốt. Thì đợt này đang Covid thì tôi cũng đang định tổ chức những chương trình đào tạo kỹ năng bán hàng bằng livestream, nhưng mà chắc phải hết Covid một chút thì sẽ mở cái đó. Thì trong tương lai thì việc bán sàn và bán bằng livestream sẽ rất là mạnh, bởi vì thương mại điện tử Việt Nam thì khá giống với thương mại điện tử Trung Quốc. Trung Quốc bây giờ các bạn bán hàng đều bán trên sàn và bán bằng 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 phương pháp livestream. Nó hình thành đến cái thuật ngữ gọi là livestream commerce, tức là ngành thương mại điện tử bán hàng bằng livestream. Các cái doanh nghiệp họ có thể bán được doanh số cả tiền tỷ, cả triệu đô la mỗi một ngày từ việc bán hàng bằng livestream. Rất kinh khủng, họ có thể livestream đa nền tảng trên các sàn, rồi trên các cái nền tảng mạng xã hội và trên chính những cái tài khoản của họ. Nói chung là chiến lược phải đa kênh thôi. Và thứ hai nữa là nếu mà các bạn mà bán những cái sản phẩm mỹ phẩm hay là các cái sản phẩm thực phẩm chức năng, thì các bạn cũng có thể là phát triển những cái kênh như là kênh hệ thống bán hàng. Các cái kênh hệ thống vẫn là những cái kênh rất là tốt cho cái nền tảng này, bằng cách là đi kiếm người bán. Chiến lược bây giờ là đi tìm người bán thay vì tìm người mua, thì người bán cũng sẽ gây dựng được khả năng bán hàng rất là tốt, từ bảo hiểm cho đến thực phẩm chức năng cho đến mỹ phẩm, họ đều đang áp dụng cái mô hình bán hàng người bán này rất là mạnh. Ok, tiếp tục nữa là hôm nay thì tôi cũng còn có khoảng mới in thêm khoảng 100 cái cuốn sách như thế này. Cuốn sách này rất là dày, sách về marketing rất là dày, khổ lớn, viết chữ nhỏ. Cuốn sách này mà nó tương đương với khoảng độ 900 trang, số lượng chữ là 250.000 chữ, không bao gồm hình. Tôi sẽ tặng tặng cho các bạn, tặng kèm một cái bộ video nữa. Thì các bạn nên 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 mua một cái cuốn sách như này, nếu mà các bạn xem nên mua một cái cuốn sách như này để các bạn đọc, để các bạn hiểu hiểu chính xác, hiểu kỹ hơn về thế nào là marketing online. Đấy, thế nào là marketing online. Ở đây thì các cái kiến thức nền tảng về marketing rất là tốt, và các công cụ marketing phổ biến đều hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết. Rất mong là các bạn nhận được những câu hỏi của các bạn khi các bạn đang xem. Không, các bạn có câu hỏi nào tôi có thể tư vấn cho các bạn. Ví dụ như là bạn đang gặp vấn đề khó khăn về bán hàng như thế nào, nhân sự như thế nào, hay là bạn muốn chạy quảng cáo trên Facebook hay là trên Zalo hay trên TikTok, liệu rằng có nên phát triển nền tảng trên TikTok hay không, có nên bán hàng trên sàn hay không, và trên bán trên sàn thì bán sàn nào, sản phẩm gì bán được trên sàn. Đầu tư bán đông y, thời điểm này thì thầy nghĩ là Tùng không nên làm đông y. Nếu mà Tùng mà muốn bán thực phẩm chức năng thì có thể inbox với thầy, thì thầy sẽ cố vấn cho. Còn đông y thì không nên làm, mình làm tây y luôn, mình làm tây y, và thầy sẽ có một số những cái sản phẩm rất là tốt. Các bạn hỏi cái cuốn sách này, tí nữa hết cái buổi livestream thì các bạn inbox cho mình sẽ tặng cho các bạn miễn phí, tặng miễn phí không lấy tiền. Hôm nay rất là nhiều bạn đã có khoảng 10 bạn đã chuyển tiền cho mình, tặng miễn phí không lấy tiền nhưng vẫn chuyển tiền, bởi vì thứ nhất là các bạn phải trả tiền ship. Đấy. Cuốn sách này là mình viết là khoảng độ 10 chương, chương về marketing. Đấy. Giấy đẹp nhé, sách dày dặn giấy đẹp chứ không phải sách linh tinh đâu, sách dày dặn giấy đẹp. Đấy. Nó có thứ nhất là chương về marketing. Đấy, marketing và marketing online rất là nhiều các cái khái niệm cũng như là
các cái định nghĩa, các quan điểm mới rất là hay. Sau đó thì bắt đầu là đến mình chương số 2 là chương đánh giá tình hình ứng dụng marketing online trong doanh nghiệp. Chương số 3 là lập chiến lược và kế hoạch kinh doanh và marketing online thực tế. Chương số 4 là xây dựng thương hiệu và nhân hiệu bằng các công cụ marketing online. Đấy, tức là xây dựng thương hiệu và nhân hiệu bằng marketing online. Chương số 5 là hành vi và quy trình mua của khách hàng trực tuyến. Chương số 6 là Facebook marketing, công cụ số 1 tại Việt Nam. Thì hiện nay Facebook đang có 70 triệu người sử dụng ở Việt Nam. Rất là tốt nhá, rất là tốt. Đấy, thế nên là các bạn có thể học khóa học Facebook marketing của tôi. Tôi sẽ dạy cho các bạn, nếu mà các bạn học live stream hoặc qua Zoom hoặc là học theo lớp, hoặc là các bạn có thể mua cái bộ video tôi bán, bộ mới nhất tôi bán cho các bạn, bán vui thôi, bán gọi là lấy lãi mỗi cái tình cảm thôi. Tại vì sản xuất một cái bộ video như thế rất là mất thời gian. Một bộ video mới bây giờ khoảng tầm, tôi không nhớ chính xác, nhưng nó khoảng tầm 50 video, 50 bài học. Đấy, bán cho các bạn 1 triệu một bộ như vậy cũng xứng đáng, và tặng cho các bạn cả cuốn sách này. Thế thì trên Facebook nên đăng, chiều nay vừa đăng là tặng cho các bạn sách và tặng cho các bạn video để hỗ trợ cho các bạn trong thời kỳ Covid, để các bạn có thể học hỏi và kinh doanh tốt hơn. Sách thì tặng, video thì giảm giá 300.000. Thì các bạn nếu mà các bạn thích nhận cái món quà hoặc mua thì các bạn chuyển khoản cho mình khoảng 300 là cho bộ video, 20-30 gì đó là cho tiền ship. Nếu bạn ở Hà Nội thì ship mất khoảng 20-30 nghìn, bạn ở tỉnh thì mất khoảng 40 nghìn, bạn ở tỉnh xa mất khoảng 50 nghìn. Ok. Thực ra là mình không bán sách, nên mình tặng nhé, lại nhé, nên mình tặng, mình không bán, tặng. Thì video mình bán khuyến mại có 300.000 nhé. Video mình bán, sách mình tặng, không bán, tặng luôn. Nếu mọi người có thích, có muốn nhận chữ ký không, mai mình ship, mình sẽ ký cho mọi người nhé. Quên đấy, nhiều khi chả để ý, mai mình ship mình ký cho. Tiếp tục chương sách tiếp theo là chương số 7 là web marketing và SEO. SEO là search engine marketing, tức là tối ưu công cụ tìm kiếm đấy. Đấy, và chương số 8 là Google Ads, công cụ tìm kiếm quảng cáo. Thì tất nhiên là mức độ basic thôi, cơ bản thôi. Và chương số 9 là email marketing, công cụ quảng cáo rẻ. Và số 10 là Zalo marketing, công cụ quảng cáo thuần Việt. Đấy, tất cả cái công cụ này đều ở mức độ nền tảng cơ bản, các bạn học gần như là ok. Chào Hương. Hương vừa chuyển tiền cho thầy lúc chiều vào. Đúng rồi đấy, mình sẽ ký lên sách tặng cho mọi người, cũng vui, cũng rất là cảm ơn. Mình nói lại là sách là hoàn toàn mình tặng nhé. Sách in rất đẹp, dày dặn đấy, các bạn nhìn thấy đây, mới vẫn còn thơm mùi giấy đấy. Sách in rất đẹp, dày dặn nhá. Tặng không bán, tặng. Thì các bạn thích đăng ký bao nhiêu? Mình có khoảng 100 cuốn. Mình còn khoảng 100 cuốn thì muốn tặng nốt cho các bạn. Chiều nay vừa đăng status thì có khoảng 10 bạn đã nhận tặng sách và mua video rồi. Hy vọng livestream bán được thêm. Lại mỗi tình cảm thôi. Thật ra thì làm sách, các bạn đừng bao giờ nghĩ chuyện kiếm tiền ở làm sách không ăn thua. Một cuốn sách như này mình viết được khoảng độ 40 triệu tiền bản quyền. Rẻ lắm. Đấy là mình đam mê mình viết thôi, chứ còn các bạn tưởng tượng nên một cuốn sách này khổ rất dày nhá, nhìn thấy chưa? Khổ dày luôn. Đây mình sẽ so sánh này. Khổ dày là bằng cuốn sổ luôn này. Đấy. Khổ dày bằng cuốn sổ luôn. Cao to. Gần bằng cuốn sổ luôn. Mà chữ thì phông, sách này là phông chữ nhỏ, cách dòng ngắn để làm sao để giảm số trang xuống. Cuốn này mà dàn bình thường ra như sách khác, nó rơi vào 900 trang. Nhưng mà dàn bé, dàn nhỏ lại thì nó có khoảng 500 trang. Lượng chữ trong cuốn sách là 255.000 chữ. Nói chung là tôi nghĩ là trên thị trường khá là hiếm sách kiểu đó. Ví dụ như tôi sẽ lấy cho các bạn một số cuốn
một cuốn số cuốn sách thương mại trên thị trường đây. Ví dụ như cuốn này chẳng hạn. Đây cũng thế, cùng khổ này. Các bạn nhìn thấy không? Cùng khổ, cùng kích thước nha. Đấy, ok. Nhìn thấy không? Nhưng mà cuốn này chỉ có 450 trang. Phông chữ to hơn. Hay là cái cuốn này. Đấy, cuốn của Harvard này cũng thấp, khổ bé hơn một chút. Khổ bé hơn một chút. Cuốn này chỉ có 338 trang mà nó cũng bán 140.000. Nói chung là nhà tôi được cái nhiều sách, chả có gì ngoài sách. Ok, xin mời một số câu hỏi đi, trao đổi cho vui. Thầy ký tên trên sách nhé Hương. Ok, nhất trí. Mai nhớ ký không quên. Có bạn Hoàng Trường này, bạn Phạm Văn Trường, bạn Tịnh này, bạn Lài này. Bao nhiêu tiền một cuốn sách? Sách là tặng nhé, sách là tặng bạn Trường ơi. Bạn mua kèm một bộ video, video Facebook marketing mới 1 triệu, giảm giá cho bạn còn 300.000, hỗ trợ cho các bạn bán hàng online. Đông y của Tùng thì không nên làm. Thầy khuyên là không nên làm đông y. Đông y rất là rủi ro và bây giờ nó mang tính lừa đảo nhiều. Kinh doanh như thế sẽ không tốt. Và thứ hai nữa là nói chung là nếu mà xét về góc độ trending thì nó cũng đã cuối chu kỳ rồi. Đó, thì nên làm tây y. Tức là vẫn là thực phẩm chức năng nhưng mình làm tây y, mình làm thuốc. Có một số những cái thuốc bán rất là ok, ví dụ như là ngày hôm kia thầy vừa dạy cho một bạn, bạn ấy bán thuốc tăng chiều cao cho trẻ em. Nó là thực phẩm bổ sung thôi, tăng chiều cao cho trẻ em, thì bạn đấy doanh số bây giờ bán khoảng 4 tỷ một tháng. Đấy, lợi nhuận cũng được khoảng tầm 1.5 tỷ đến 1.5 tỷ một tháng tiền lãi. Thì sản phẩm đấy là mình sẽ bán dưới dạng thực phẩm chức năng và hoàn toàn là không có bị mang tiếng là đông y. Nhà tôi ba đời gia truyền chuyên trị bệnh trĩ rồi bệnh thế nọ thế kia mà mình làm tây y luôn nhá. Tony Tùng. Tình hình này em đang bán giày dép giá tiền cao mà em chỉ bán trên group, thầy cho em giải pháp phát triển mặt này. Giày dép giá tiền cao thì theo mình hiểu là bạn Chí đang bán hàng hiệu. Đấy, theo mình hiểu là như vậy. Có thể là ví dụ những cái đôi giày như Prada hay Gucci hay là Fendi hay LV gì đó đúng không? Hoặc là cái nhãn thấp hơn như là Coach hay là Adidas, Nike. Mình cũng có một đôi Salvatore Ferragamo ở đây này, thì mình mua cũng đôi đấy cũng mua sale cũng hơn 5 triệu, 5 triệu rưỡi. Nhưng mà cũng chả đi đến. Thì nếu mà em bán trong các group thì thứ nhất là một cái nền tảng bán tốt, và group là cái nền tảng bán hàng mà nó không mất chi phí quảng cáo. Nó không mất chi phí quảng cáo nên là biên độ lợi nhuận của nó sẽ cao. Tuy nhiên thì biên độ lợi nhuận cao nhưng mà nó có nhược điểm là mình cũng không tiếp cận được nhiều khách hàng. Mình trông chờ vào các khách như vậy. Thì em kết hợp giữa Facebook cá nhân cộng với group cộng với lại Zalo là ok. Ngoài ra thì em có thể chi tiền cho các kênh quảng cáo. Em có thể chi tiền cho các kênh quảng cáo để bán. Thì thường những cái sản phẩm này của em mà chạy quảng cáo, nếu mà là hàng hiệu chính hãng thì sẽ bị chết. Thì có xu hướng là sẽ bị chết, bị chết tài khoản quảng cáo, hoặc là bị khóa, hoặc là bị xóa page. Bởi vì em không phải là auto retailer, tức là một cái nhà bán lẻ được ủy quyền. Hôm vừa rồi một bạn học viên của mình bán hàng hiệu trên Gucci, Gucci LV đấy, thì đã bị Gucci report là chết thẳng cẳng một cái fanpage khoảng tầm cái page của bạn khoảng tầm 200.000 like. Nói chung là nếu mà sản phẩm mà hàng hiệu chính hãng hoặc là hàng hiệu fake nhái thì đều chạy trên Facebook là rất khó. Em bán group ok, bán Facebook ok. Tuy nhiên em có thể sử dụng Google hoặc là Zalo hoặc là TikTok để chạy quảng cáo.
thay vì chạy Facebook, thì những cái nền tảng đấy nó không bị chết. Sàn thì cái sản phẩm này em cũng không bán được, bởi vì là em không có giấy phép nhập khẩu hay là cái gì. Thường thường là nếu mà hàng của em là thường hàng xách tay hoặc là hàng như thế nào đó thì không biết, nhưng mà sản phẩm này bán sàn cũng hơi khó đấy. Bạn Chí có nghe rõ không ạ? Nếu bạn Chí mà nghe rõ thì có thể tương tác lại với thầy nhé. À, cảm ơn Chí. Bạn Thu Hương có hỏi là nên bán trên Facebook trước hay bán trên sàn trước? Các thầy dạy thương mại điện tử thì bảo Shopee đang phí chạy quảng cáo rẻ, còn Facebook thì bóp tương tác nhiều, khóa tài khoản còn giá thầu cao. À, bạn Hương nói đúng. À, bạn Hương nói đúng nha. Các thầy nào thì thầy không biết, nhưng mà cơ bản thông tin bạn cung cấp là đúng. À, đúng là chạy quảng cáo trên Facebook là bị bóp tương tác, tức là bị đắt, giá thầu bị đắt và khóa tài khoản nhiều, cái đấy là hoàn toàn đúng. Một là do chúng ta chạy vi phạm chính sách nhiều, hai là do người Việt Nam chạy quảng cáo bùng, tiền, bùng lậu, vi phạm chính sách, chạy hàng fake nhái rất nhiều, cho nên là thị trường nó bị trừng phạt thôi. Chứ còn một số học viên mà mình đang vẫn đang hỗ trợ, đang 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 làm, mình có thể cho các bạn xem một số những cái tài khoản mà người ta chạy từ 2014 đến bây giờ là 7 năm rồi, 6 năm 7 năm rồi. Chạy khoảng tầm 6 tỷ, 5 tỷ tiền quảng cáo, mỗi mỗi một năm là chạy khoảng tầm 1 tỷ, hơn 1 tỷ. Họ không không chạy nhiều, nhưng mà họ chạy một sản phẩm duy nhất, một web duy nhất, một page duy nhất. Đó là họ chạy tuyển sinh. À, trường cao đẳng họ chạy tuyển sinh thì tài khoản không làm sao cả, không có bất kỳ vấn đề gì cả, không có vi phạm chính sách, không gì cả, họ chạy tuyển sinh thôi. Đấy. Chạy nội dung truy cập web, nội dung rất lành lặn, hoàn toàn bình thường, cho nên tài khoản không chết. Đấy, chạy vẫn rẻ mà ra đơn rất nhiều. Hoặc là hôm nọ đây thì mình chạy quảng cáo cho một cái đơn vị xuất khẩu lao động, tức là tìm người đi xuất khẩu. Thì trong Covid như này thì các nước Nhật Bản, Hàn Quốc thì đều không tiếp nhận khách lao động. Thế nhưng mà Đài Loan thì nó cũng khống chế dịch thành công thì nó tiếp nhận lao động, cho nên là chạy đi dịch đi đi Đài Loan bây giờ rất là rẻ, rẻ ngỡ ngàng luôn, mà giá thầu bình quân là từ 8 đến 15 nghìn một tin nhắn. Đấy. Tùy từng tỉnh, có những tỉnh như chạy vào tỉnh Nghệ An chẳng hạn thì 8.000 một tin nhắn, còn những tỉnh khác khoảng 12.000 đến 15.000, rất là rẻ. À. Nói chung trong các nền tảng quảng cáo thì đúng là Facebook vẫn là nền tảng quảng cáo rẻ nhất, kể cả so với Google hay là so với Zalo, TikTok nữa. Còn bán trên sàn trước hay bán trên 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 Facebook trước thì nó phải do sản phẩm của em. Bởi vì bán trên sàn này, ưu điểm là chúng ta tận dụng được traffic và user cũng như là customer của sàn, tức là đấy là truy cập này, người sử dụng, khách hàng này, vân vân. Thế nhưng mà nhược điểm là cạnh tranh rất khốc liệt về giá. Bán trên Facebook thì mình sẽ có lời được nhiều hơn, tuy nhiên tiền quảng cáo của mình sẽ bị tốn hơn. Có những người người ta không lựa chọn bán trên sàn, nhưng cũng có người lại chỉ lựa chọn bán trên sàn. Đấy, thí dụ như là học trò của tôi có bạn bán thời trang, bạn nói em không bán trên sàn, bán trên sàn cạnh tranh lắm, nó so đo từng đồng thầy ạ. À, bán trên Facebook sướng hơn. Một tháng bạn ấy bán doanh số khoảng tầm 3 tỷ doanh số bán quần áo, chạy quảng cáo mất khoảng 250 đến 300 triệu trên Facebook, tương ứng với khoảng tầm 10% ngân sách quảng cáo. À, thì lợi nhuận đút túi, trừ hết chi phí đi thì giá vốn hàng bán, mặt bằng, nhân viên, quảng cáo thì lãi khoảng từ 500 đến 600 triệu lãi ròng, thì nó cũng tương đương là 1/5. 1/5 thì cũng tương đương với 20% lãi ròng là tốt. Còn nếu em bán trên Shopee chưa chắc đã được như vậy. Nhưng có những người lại chỉ bán Shopee hay là chỉ bán Tiki hoặc là bán nhiều sàn. Trước Tết mình có đào tạo về Facebook Marketing cho một lớp của mình, thì trong lớp đấy có một bạn, bạn này thì bạn ấy có một cái tư duy hoàn toàn khác và nói là rất là nể. Nhóm này là hiện nay bạn ấy sở hữu khoảng tầm 350 shop bán hàng trên sàn.
350 shop trên sàn. Tức là cái gì bạn ấy cũng bán, miễn là có người mua. Quần áo có shop riêng, đồ nồi niêu xoong chảo có shop riêng, đồ điện tử shop riêng, đồng hồ shop riêng. À. Bây giờ có ba sàn là Shopee, Tiki và Sen Đỏ, Lazada. Sen Đỏ thì chết rồi không tính. Thì là bạn ấy bán khoảng 350 shop. Chia ba sàn thì có sàn 200 shop, có sàn 100 shop, sàn mấy chục shop kiểu vậy. Thượng vàng hạ cám cái gì cũng bán. Đội ngũ doanh lợi nhuận của bạn ấy năm 2019, lợi nhuận năm 2019 bạn ấy tiết lộ với tôi là lợi nhuận hơn 100 tỷ một năm. Tất nhiên là chia cho nhiều người. Hơn 100 tỷ một năm lợi nhuận ròng. Nhưng mà chia cho nhiều người. Thế thì sau khi thầy tư vấn thì Hương sẽ thấy là nên bán trên Shopee hay là nên bán trên thương mại điện trên trên Tiki hay nên bán trên thương các cái nền tảng khác như là Facebook hay là chạy quảng cáo TikTok. Cái lựa chọn đấy nó phụ thuộc vào ngành hàng của em và phụ thuộc vào biên độ lợi nhuận của em nha. Cách nào cũng có người thành công hết. Hay là case study ngày hôm khoảng 2 tuần trước, thầy ra Hà Nội thì thầy ngồi tiếp khách, thầy hay đi tư vấn mà công việc của thầy bây giờ là rất là hay đi tư vấn. Tư vấn thì mọi người phải trả phí rất là cao, thì đang tư vấn ở khách sạn bán hết luôn càng tốt. Trường à, bán hết luôn càng tốt. Nói chung là đối với một người mà làm đào tạo cũng như là làm tư vấn và một người mà có một cái sự minh bạch, cái sự tôn trọng nghề nghiệp như mình, hay đúng hơn là có một cái sự tử tế, thì đối với mình là tất cả các bạn mà thành công được là đấy là niềm vui của mình. Các bạn bán cách nào cũng được, Facebook cũng được, Google cũng được, Zalo cũng được, TikTok cũng được, sàn cũng được, bán ra nước ngoài cũng được. Mình cũng có những bạn học viên chỉ ngồi Việt Nam bán ra nước ngoài, bán rất tốt. Bán sang Úc này, bán sang Đài Loan này, bán sang Đức này, bán sang Mỹ này. Người Việt ngồi ở Việt Nam chạy quảng cáo bán. Đấy. Giá mỹ phẩm ở Việt Nam nhập khoảng 2 triệu một đơn, bán bên Mỹ khoảng 8 triệu. Phí ship của DHL chuyển sang đấy hết khoảng 2 triệu, tổng là 4 triệu, chạy quảng cáo hết khoảng tầm triệu đến triệu rưỡi một đơn. Thế cứ một đơn vẫn lãi tầm triệu rưỡi 2 triệu một đơn. Ngày cứ chốt khoảng tầm chục đơn, trăm đơn vô tư. Do khả năng vã quảng cáo thôi. Đấy. Bán đấy là gọi là bán xuyên biên giới đấy. Nhiều lắm, nói chung nhiều mô hình lắm, bởi vì cái lượng học viên và khách hàng doanh nghiệp mình tư vấn đào tạo thì nó có lên tới hàng nghìn rồi. Các cái mô hình này, tức là business model canvas, hoặc là concept đấy, hoặc là bán sản phẩm gì, dịch vụ gì thì mình đều có kinh nghiệm hết. Nên là các bạn cứ yên tâm, các bạn hỏi, các bạn học, các bạn đọc sách, các bạn inbox, các bạn sẽ có những nhận lại được những cái giá trị, kể cả những buổi livestream như này mình tư vấn với các bạn. Thế thế thì đang nói dở, hôm trước ngồi ở cái khách sạn Marriott đang tư vấn ấy, thì vô tình đang đang đi thì lại gặp một đội ngồi đấy thì toàn người quen. Chắc là các bạn cũng biết cái thương hiệu Aisu, Aisu trước đây bán giày lâu lắm là cũng rất là thành công. Rồi bây giờ có một bạn cũng cùng quê với mình, bạn xin lỗi không không tiết lộ thông tin. Bạn này bán nồi niêu xoong chảo bát đĩa, tức là bán dòng 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 người ta gọi là gia dụng. Thì bạn ấy cũng bán trên Facebook và trên sàn, nhưng mà doanh thu trên Facebook chiếm 70%. Đấy. 70%. Triển khai hàng chắc sang tuần đi, vì tuần này mình vẫn bận quá. Nha, mình có người rồi đấy, Hòa, mình có người rồi đấy. Vẫn các cái lịch dạy với cả lịch tư vấn nó hơi nhiều. Thế thì bạn ấy bán sản phẩm là nội thất, à xin lỗi, là gia dụng. Đấy, chuyên nồi niêu xoong chảo bát đĩa. Doanh số rất tốt, bạn ấy tiết lộ, bạn nói là doanh số hiện nay mỗi tháng có những tháng bán tầm 12 đến 15 công hàng. Hàng nhập từ Trung Quốc đi về thẳng nhập chính ngạch, đóng thuế đàng hoàng. Không sợ gì cả. Muốn làm bền bền bỉ, muốn làm bài bản, muốn làm dài hạn, không chộp giật
thì phải lấy hàng có thương hiệu, phải đóng thuế, thuế nhập khẩu, rồi thuế bán hàng, lợi nhuận kinh doanh phải có hết, chứ đừng có làm cái kiểu ba lăng nhăng nhà tôi ba đời rồi sản phẩm đã bán bố láo rồi xong rồi toàn chạy bùng chạy lậu, khoe chạy invoice rồi chạy livestream tích xanh voi toàn trăm củ trả 25-30 củ và sau đó kiếm tiền chạy siêu xe và nghĩ rằng đấy là tài năng. Đấy thực ra là những người mà ăn may khai thác được những cái lỗ hổng của thị trường thôi. Ok. Bạn Trường Duy Đoàn, nhà em có xưởng gia công trang sức, em muốn bán lẻ online. Wow. Nếu mà nhà bạn có cái nghề này thì mình nghĩ là rất là tốt, bởi vì trang sức chính là một trong những cái sản phẩm mà rất là dễ bán ở trên mạng. Đấy là thứ nhất. Thứ hai nữa là lợi nhuận của ngành này rất là cao. Thì tôi cũng có biết một cái gọi là một cái đơn vị tương tự như nhà bạn nên có thể quy mô lớn hơn. Chắc là các bạn đã nghe thấy trong ngành là như là Huy Thành Jewelry. Bạn bạn Trường Huy Đoàn là Đoàn Huy Trường có biết không ạ? Có biết thương hiệu Huy Thành Jewelry không ạ? Đấy là một cái đơn vị mà họ chuyên kinh doanh vàng bạc và gia đình này cũng có 30 năm thâm niên trong nghề này, có xưởng chế tác vàng bạc và thương hiệu này cũng rất là mạnh. Bạn CEO hiện tại bây giờ là bạn 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 Huy, bạn Huy tức là thế hệ F2, bạn ấy đang điều hành rất là tốt. Rất là tốt. Thì trước hết là phải trả lời với Trường Duy Đoàn, Đoàn Duy Trường là bán lẻ online cho cái ngành này rất tốt nhá. Có một số những cái sản phẩm chủ lực như là nhẫn cưới, vòng đeo tay, trang sức. Bạn có thể khai thác thị trường trong nước, bạn có thể khai thác thị trường trong nước và đồng thời bạn cũng có thể bán được thị trường quốc tế, bởi vì sản phẩm của bạn có giá trị cao. Sản phẩm quốc tế bạn có thể bán trên Amazon này, bán trên eBay này, bán trên Qualys này và bán trên một trang nữa, đấy là trang SC này. Những cái chuyên trang về về bán lẻ ở nước Mỹ. Ngoài ra thì bạn có thể bán sang những đất nước khác như là Dubai hoặc Ấn Độ. Tại sao tôi lại giới thiệu sang Dubai và Ấn Độ? Bởi vì đây là hai thị trường mà họ cực kỳ thích vàng. Ở Việt Nam thì cái chế tác vàng nó cũng rất là đẹp và giá công chế tác thì nó rẻ. Giá công chế tác nó rẻ cho nên là nếu mà thị trường Việt Nam thì bạn phải nghiên cứu sản phẩm, ra mẫu rồi thì mức giá của thị trường Việt Nam. Còn đối với thị trường thế giới thì bạn phải nghiên cứu Ấn Độ nó thích kiểu gì hay là Dubai nó thích kiểu gì, xuất khẩu như thế nào, bán lẻ như thế nào, cách thức ship ra sao. Tôi nghĩ là hoàn toàn được. Và Mỹ nữa, thị trường châu Âu và thị trường Mỹ là nhất là phụ nữ, người ta rất là thích đeo đồ trang sức. Những cái kiểu đồ trang sức của nó như vòng tay rồi thì khuyên mũi rồi thì những cái dây dây dợ lằng nhằng họ rất là thích đeo. Nó mỗi một thị trường nó cũng có một cái sự khác biệt. Thì bạn có thể hỏi sâu hơn thì tôi có thể cố vấn cho bạn. Cố vấn cho bạn thì bước một là từ sản phẩm, lựa chọn sản phẩm gì cho thị trường nội địa, cho đối tượng khách hàng nào, mức giá bao nhiêu, chạy công cụ gì, chúng ta đều liệt kê là Facebook, Google, Zalo, TikTok. Tôi có một cậu em con là cậu ruột. Tôi có một cậu em con là cậu ruột thì không phải tôi khoe, nhưng mà bạn ấy là sinh viên, bạn vẫn đang là sinh viên. Bạn ấy học một cái ngành không liên quan gì đến marketing online. Thế nhưng mà bạn ấy bán cái sản phẩm làm là đá quý, và cụ thể ở đây là kim cương nhân tạo. Nó là một cái loại đá rẻ tiền nhưng mà người ta gọi nó là kim cương nhân tạo. Bạn ấy chuyên bán những cái nhẫn và những cái vòng có đính những cái kim cương nhân tạo đấy, hoàn toàn không bỏ vốn, hoàn toàn không tồn kho lắm. Vốn buôn nước bọt, cứ lấy tiền của khách xong đó lại lấy hàng chênh ăn chênh. Mà trong vòng 3 năm bạn ấy là sinh viên, bạn ấy đút túi lãi, tiền lãi bây giờ gần 1 tỷ tiền mặt. Và nhà tôi bây giờ phải nể, nhà tôi bây giờ tất cả mọi người đều phải rất nể thằng thằng đấy, thằng em tôi.
Ý tôi muốn giải thích cho bạn bạn Trường Duy Đoàn là Đoàn Duy Trường là những cái sản phẩm như vậy rất là ok ở trên mạng, rất là ok. Bạn không thể tưởng tượng được là bạn không thể tưởng tượng được là doanh số nó khiếp như thế nào đâu. Bạn nên nghiêm túc nhé. Ý tôi mà nói là bạn nên nghiêm túc về 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 cái chiến lược kinh doanh và marketing online cho cái ngành hàng này. Bạn nên nghiêm túc và bạn có thể không thể tưởng tượng được doanh số của nó tốt như thế nào có thể là doanh số vài tỷ hoặc là vài chục tỷ một tháng khả thi nhá, khả thi. Livestream bán PNG, PNG là vàng bạc Phú Nhuận ấy. PNG bây giờ cũng tổ chức livestream bán, bởi vì Covid như này các cửa hàng bị đóng cửa thì buộc phải livestream, buộc phải làm kênh TikTok, buộc phải làm kênh YouTube. TikTok các bạn thấy là cái bọn trẻ trẻ không có nghĩa là nó không có tiền, mà trẻ là nó mua đồ rẻ thì mình bán những cái món một vài trăm nghìn, một vài triệu thôi, đừng bán đồ đắt nhá. Nếu mà bạn là Đoàn Duy Trường đang xem cái phần này thì bạn có thể trả lời và tương tác với tôi, hoặc là sau đấy thì bạn có thể liên hệ với tôi để tôi có thể tư vấn chuyên sâu cho các bạn hơn. Tất nhiên là tôi cũng xin phép nói thẳng là tôi đi tư vấn là có trả phí, nhưng tôi không tư vấn miễn phí, bởi vì cũng giống như bác sĩ thôi, bác sĩ người ta học đến 10 năm người ta mới khám bệnh được cho bạn. Tôi học cũng mười mấy năm, cũng năm bằng đại học, cũng lăn lộn thương trường khắp mọi nơi, nước ngoài nước trong các thứ cả, thì chắc chắn là tôi sẽ tư vấn và có trả phí. Và có trả phí cũng không sao cả, đúng không? Miễn là thuận mua vừa bán, thuận thuận mua vừa bán. Và quan trọng là bạn sẽ được lợi rất nhiều và doanh nghiệp của bạn sẽ được phát triển. Không phải là về vấn đề Covid hay là không Covid, mà vấn đề là mọi người phải online. Tất cả mọi người phải online hết. Tương lai là sẽ bán hàng online hết. Tương lai bán hàng online hết. Như ở Trung Quốc bây giờ, mua tăm, mua kẹo, mua online hết. Thì Việt Nam cũng sẽ như thế. Các bạn không làm thì các bạn sẽ chết. Các bạn không làm các bạn sẽ chết. Doanh nghiệp của bạn không phát triển được. Tôi nói các bạn nghe là anh bạn tôi làm chủ một cái nhà máy sản xuất bánh kẹo. À, mọi người có biết cái bánh bích quy mà vàng vàng hình vuông, nó tên là bánh tipo của bọn Hữu Nghị không? Cái bánh tipo đây này, màu vàng vàng ấy. Ăn bánh tipo. Có biết cái bánh đấy không? Tương tác phát. Đây. À, cái bánh tipo này này. Có biết cái bánh nào? Comment, 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 comment. Cái bánh này là đấy anh bạn tôi làm, nhưng không phải là thương hiệu Tipo, một cái thương hiệu khác, tức là ra một cái loại bánh kiểu như vậy mà bán thị trường, bán chủ yếu sang Trung Quốc, mà nhà máy sản xuất ở khu công nghiệp ở Bắc Ninh, nhà máy rất là đẹp. Tipo đấy mà bán sang Trung Quốc, các bạn biết không? Bán sang Trung Quốc mà doanh số các bạn biết là bán chính là thị trường chính là 80% doanh thu đến từ Trung Quốc. Thế mà anh ấy nói là ở bên Trung Quốc cái bánh của anh ấy cũng bán online hết, cái đơn vị họ nhập khẩu về, họ phân phối, họ bán siêu thị, siêu thức bán online hết. Cái tăm cuộn chỉ, cái bánh, một cái bánh cụ thể này, như thầy nói là có thể cái bánh đắt tiền, cái bánh handmade, cái bánh sô cô la gì đấy người ta bán online thì đã đành, đúng không? Nhưng mà đây là tôi đang nói là một cái bánh rất là rẻ tiền cũng bán online. Hay là ở Bỉ, ở Bỉ thì sô cô la là truyền thống của nước Bỉ, đúng không? Tôi đã sang Bỉ rồi. Sô cô la ở Bỉ rất là ngon và bây giờ là nó bán toàn cầu, bán toàn cầu, bán buôn, bán lẻ, bán online, bán offline, bán xuất khẩu, bán gia công, whatever, cái gì miễn là bán được. Thì bạn bạn Đoàn Duy Trường cũng như các bạn cũng lưu ý nhé. Nhà bạn có xưởng gia công như vậy, bạn nên đầu tư nghiêm túc về chiến lược kinh doanh bài bản. Đấy. Không cần nhiều nhưng mà ra phải hiểu thị trường online này, hiểu khách hàng Việt Nam, hiểu từng tập khách hàng, ra những sản phẩm như vậy, xong đó tiếp cận thị trường thế giới, xuất khẩu, gia công xuất khẩu. Tại vì cái đồ vàng bạc này, nhất là cái đồ vàng hay vàng tây ấy, nó rất là rẻ, cái công chế tác nó đưa vào một cái sản phẩm, nó giá nó rất là cao, mà chế tác ở Việt Nam công nó thấp, bán sang tây rất là ngon.
Rồi, ok. Cảm ơn câu hỏi của bạn Đoàn Duy Trường nhé. Ừ, đấy thì bạn có thể liên hệ với mình. Các bạn có thể liên hệ với mình, số điện thoại của mình là 0989 623 888. 0989 623 888 nhá. Cái số này là lâu lắm rồi, 15 năm là không đổi. À, thì chào Mỹ Quyên, chào Mỹ Quyên xinh đẹp. Hot girl Mỹ Quyên. À, thằng Tùng có đang xem thì đánh cái số điện thoại của thầy lên để thầy hiển thị lên đây. À, Tùng hay Quyên đang xem thì đánh cái số điện thoại của thầy lên đây để thầy cho hiển thị lên đây nha. Hoặc là inbox Facebook cho mình. Trường nha. Ok. Tiếp tục là đến câu hỏi của bạn Linh Hoàng Diệu. À, chắc là Hoàng Diệu Linh. Hoàng Diệu Linh. Chào thầy, em có người nhà làm bác sĩ đông y. Đấy, là người thật việc thật có phòng khám ở Hà Nội. Em xin thầy về lối marketing. Bây giờ nhá, nếu mà phòng khám đông y, người thật việc thật thì thứ nhất là trả lời với em là chạy đông y trên Facebook bây giờ rất là khó chạy. Thì em kết hợp đa kênh, là thứ nhất là kênh Google thì em có thể chạy Google tìm kiếm, Google hiển thị và làm SEO web để tìm kiếm lên. Tất nhiên SEO web thì nó cũng rất là vất vả. Đấy, nó cũng rất là vất vả, không không dễ dàng gì. Thứ hai nữa là bạn có thể sử dụng kênh Zalo, kênh Zalo ở Việt Nam hiện nay có 62 triệu người sử dụng. Và thứ ba nữa là bạn có thể sử dụng các kênh mạng hiển thị ở Việt Nam như là Atima hay Eclipse hay là MGID hay là Double đấy, một số kênh hiển thị nhưng phải chạy theo kiểu CPC, còn nếu mà chạy CPM thì sẽ rất là tốn tiền. Có phòng khám thì bạn nên tạo phễu bởi vì bạn có phần offline tốt rồi. Bạn tạo phễu như thế nào? Bạn tạo phễu là ví dụ như là bạn đưa ra một cái chương trình thăm khám nào đó miễn phí hoặc là có phí thấp. Đấy, sau đó thì bạn chạy quảng cáo cho cái chương trình đó để thu hút. Thậm chí bạn có thể đưa ra một số những cái cam kết mạnh mẽ để tạo lòng tin cho khách hàng. Ví dụ như là bạn có thể sử dụng các phương pháp bấm huyệt hay là xoa bóp hay vật lý trị liệu để tăng hiệu suất điều trị lên, là từ đó bạn có thể bán được các gói dịch vụ khác. Thì về mặt marketing thì bạn phải thể hiện là đầu tiên là phải thiết kế gói. Trong thiết kế gói thì bạn phải tạo ra phễu hay sản phẩm đường dẫn đó, sau đó thì bạn thiết kế được những cái sản phẩm để bán, sau đó thì bạn bắt đầu là quảng cáo truyền thông cho các cái gói dịch vụ này. Gói có thể như tôi nói là gói đã miễn phí hoặc có phí hoặc là có phí thấp. Vì bây giờ vấn đề đông y và vấn đề lòng tin đối với sản phẩm đông y cũng bị kém đi rất nhiều rồi. 20 năm trước thì người ta sử dụng đông y rất nhiều nhưng bây giờ thì người dân người ta cũng ít dùng hơn, cho nên là cũng có những cái khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng chứ không phải dễ dàng đâu ạ. Và bạn phải học quảng cáo nhá. Học quảng cáo Facebook, Zalo, TikTok cũng như là một số mạng hiển thị là kênh tốt. Kênh Facebook thì tôi không giới thiệu bởi vì kênh này không chạy quảng cáo được. Thường là sẽ bị khóa tài khoản rất nhiều. Thế thì tuy nhiên thì kênh Facebook thì bạn có thể dùng Facebook cá nhân, cũng có thể livestream như tôi, hoặc là cũng có thể làm vào các hội nhóm. Đấy, tìm kiếm khách hàng bằng cách vào các hội nhóm nhá. Ok. Bạn nào Hoàng Diệu Linh có câu hỏi gì không? Mọi người có câu hỏi gì nữa không? Thấy mọi người ít ít comment nhỉ? Mọi người phải comment tích cực lên chứ. Quyên đề co bánh này. Câu hỏi đi, mọi người đặt câu hỏi thêm đi. Ta trò chuyện tí.
Mỗi người trả câu hỏi vào đây, mỗi người đặt một câu hỏi vào đây để ta like thêm khoảng độ 15 phút nữa ta nghỉ. Bạn Hoàng Diệu Linh nhá, bạn Hoàng Diệu Linh thì có câu hỏi gì thì hỏi thêm vào hoặc là trao đổi thêm nếu mà cái phần tư vấn của mình cho bạn chưa kỹ. Tất nhiên live stream thì nó cũng bị hạn chế hơn. Mỗi người sẽ có vài phút kiểu như vậy. Rồi, tiếp tục. Phạm Văn Trường, thầy ơi cho em hỏi là em bán bạn Phạm Văn Trường có hỏi là thầy ơi cho em hỏi em bán chậu ngâm chân bằng tre giá tầm 200k một chiếc. Rồi mình biết cái chậu này. Mình biết cái chậu này. Thì cái chậu này thì bạn thứ nhất là bạn Trường nhé, bạn có thể bán trên sàn. Đó, bạn có thể bán trên sàn. Và khi bạn bán chậu này thì bạn nên thiết kế sản phẩm theo cách là kèm theo cả những cái thuốc ngâm. Bán chậu có 200 thì lợi nhuận của bạn có khi chỉ được trăm hoặc là 80 đến 120 trở lại thôi. Tôi nghĩ là bạn cũng phải nhập, tôi đoán bạn cũng phải nhập tầm 60 đến 80 một sản phẩm rồi, hoặc là tệ quá thì phải 100.000. Thế thì lợi nhuận của bạn không cao, cho nên là bạn một là bạn phải bán sàn. Đấy, thì cái lợi nhuận trên sàn này nó sẽ kiểm soát được. Thứ hai là bạn có thể bán trong các hội nhóm Facebook, Zalo nhóm. À, bạn vào đấy để chủ yếu là mọi người mua để cho bố mẹ mình ngâm chân hoặc là ấy. Đấy, thế thì khi bạn thiết kế một cái sản phẩm ngâm chân ấy, thì tôi không biết bạn nhìn như thế nào nhá, nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà bạn thiết kế một cái sản phẩm ngâm chân đấy thì bạn nên thiết kế cái chậu nó đặc biệt một chút. À, nó phải cao và để chân nó phải rộng rãi một chút. Thậm chí bạn phải thiết kế hình bàn chân vân vân nha. Và sau đó thì khi mà bạn bán được cái chậu này thì bạn phải bán thuốc. Cái chậu nó sẽ đường dẫn, bạn phải bán thuốc, thuốc ngâm. Đấy, muối miếc thì nó mới ăn thua, gừng bóp, rượu bóp gì đó bạn phải mày mò tìm được những cái bài thuốc như thế. Chứ còn cái chậu này lời được bao nhiêu đâu. Bán cái chậu này mà bạn nói là chiến lược marketing thì nghe nó hơi kinh. Nghe nó hơi kinh. Chậu này thì mua thì nói thật ra là bán cũng không phải dễ bán. Nhu cầu là có nhưng không lớn. Nhu cầu là có không lớn. Rồi bạn phải tính đến cái chậu đấy, thậm chí bạn phải thiết kế là có điện hay là có cái cách nào đấy là nó giữ nhiệt tốt hơn. Trước đây tôi mua cho mẹ tôi một cái chậu bằng nhựa đấy, nó sẽ làm sưởi ấm liên tục. À, tuy nhiên sau một thời gian cái điện nó cũng chập, nó hỏng, cũng rất là sợ hãi. Đấy. Ngoài ra thì khi bạn thiết kế cái chậu đấy thì ở dưới gan bàn chân ấy, khi người ta đặt đặt bàn chân lên lòng lên lên cái mặt cái đế chậu ấy, thì bạn nên thiết kế nó có một cái phần mà nó kiểu cảm giác nó sần sật, giống như là nó có những cái phần cái chấm tròn hoặc là những cái gai nhọn. Đấy. Để làm, hoặc là bạn thiết kế một cái gì đó bên trong nó có thể chuyển động được, để người ta để cái bàn chân nên nó trượt 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 trượt, nó mát xa cái gan bàn chân. Ý tôi muốn nói là bạn nên đổi mới sản phẩm một chút thì bạn sẽ bán được giá cao hơn và khách sẽ tốt hơn, đồng thời bạn bán kèm thuốc, bởi vì thuốc người ta mới dùng nhiều, chậu người ta dùng một lần thôi nhá. Sản phẩm này bạn sản xuất ra thì đấy, bạn nên nên đổi mới một chút, cộng với việc là bạn 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 cũng tìm các cái đại lý bán. Đấy, họ nhập em bạn đi bỏ xỉ các cái chợ đầu mối, rồi các cái chợ bán lẻ, các cửa hàng đấy. Đấy, chịu khó đi chào. Đấy, thứ hai nữa là mình vào các hội nhóm rồi lên sàn bán, mở shop trên Shopee, Tiki, Lazada bán. Chịu khó vào Facebook nhóm, những cái hội nhóm mà khách hàng chủ yếu là em sẽ bán cho phụ nữ ở độ tuổi từ khoảng 25 cho đến khoảng 45 đổ lại. Thế còn đối với người già thì bạn có thể chạy quảng cáo bán trực tiếp. Cái sản phẩm này bạn chạy trên Facebook thì ok. Tuy nhiên là tôi sợ là bạn chạy thì bạn sẽ lỗ, bởi vì cái lợi nhuận của bạn nó cũng thấp quá. Kể cả dù là bạn sản xuất ra nhưng tôi nghĩ là giá sản phẩm cũng chỉ được, các bạn cũng chỉ lời đâu đó bán 200 thì cũng chỉ được khoảng đâu đó 100, 120. À, tất nhiên con số đấy không 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 phải là thấp, nhưng mà ý là mình phải bán được cái số lượng lớn đấy, vì cái sản phẩm này nó không phải là cái sản phẩm người ta mua rất nhiều nhá.
Rồi chốt lại là gì? Chốt lại một là cải tiến sản phẩm này, hai là kênh offline thì đi chào các cái chợ, đi chào các chợ bỏ cho người ta chục cái một, chục cái một. Đấy, xong rồi ghi vào bắt đầu đi bỏ bỏ bỏ, chịu khó đi bỏ nhá. Trước khi nghĩ đến online thì phải nghĩ đến offline trước. Đấy, đối với cái sản phẩm này. Đấy, thứ ba là bắt đầu online thì kênh ưu tiên là kênh sàn. Nói thế thôi, cứ nói lên sàn ấy, bây giờ vào đăng ký mở sàn như nào, chụp ảnh viết bài như nào, làm sao để có đơn cũng không phải dễ. Đấy, thứ ba nữa là chạy Facebook, Google web vân vân cũng không phải dễ, và cái ngân sách quảng cáo nó có hạn chế thì cũng không 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 dễ dàng. Thì chịu khó sử dụng những phương pháp bán hàng không dùng quảng cáo, đặc biệt là đi vào các hội nhóm giao vặt, rồi bán Facebook cá nhân, rồi live stream vân vân, và đặc biệt là nên bán kèm thuốc ngâm, những cái thuốc ngâm mà bài thuốc nó phải có tác dụng nhá, đừng lừa người ta. Ok, như Bim em áo quần áo bóng đá mà dịch cấm hết các giải bóng, hướng đi mới. Dịch giã khó khăn đúng không, bán quần áo bóng đá bây giờ dân dân tình không đi đá bóng được, thế là không bán được. Thế bây giờ hướng đi thì một là chủ yếu là bây giờ em phải tìm sản phẩm khác thôi, em phải tìm sản phẩm khác thôi, không 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 có cách nào. Nếu bây giờ mà chạy thì vẫn có thể chốt được đơn đấy, nhưng mà nó sẽ không hiệu suất được. Em phải đợi hết dịch, còn trong thời điểm này thì em giải lời khuyên của mình này, chỉ có cách là em tìm sản phẩm khác. Có rất nhiều sản phẩm, ví dụ như bán mỹ phẩm, bán quần áo, bán đồ tập gym. Đấy, các đồ tập gym bây giờ kể cả indoor người ta tập rất nhiều, dịch này người ta vẫn tập rất nhiều. Dịch thì thầy không đến phòng tập elite, thầy hay đi tập ở elite ấy, thì thầy không đến đấy thì thầy tập ở nhà, thầy vẫn ở nhà thầy tập bình thường, chạy từ tầng 1 đến tầng 3 cầu thang, xong thì tập group X hoặc là tập Zumba hoặc là tập dance. Đấy, rồi thì tập fitness kiểu kiểu như vậy. Trường hợp của Như Bim thì cũng khá là khó tư vấn. Bạn Nguyễn Hoàng sinh viên mới ra trường nên bắt đầu như nào? À, nếu mà các em là sinh viên mới ra trường thì em có thể học cái khóa học về dạy nghề marketing online của mình nhá. Tất cả các bạn ở đây mà đang muốn học một cái nghề để thứ nhất là phục vụ cho công việc, thứ hai là đi làm thuê, và thứ ba là bán hàng, cái khóa gọi là marketing online nhưng mà mình dạy nghề. Mình dạy rất nhiều công cụ: Facebook, Google, Zalo, TikTok, email, SEO web, viết content, làm Photoshop, làm ảnh, mình dạy tất. Đấy, dạy một cái nghề marketing như thế. Bởi vì bây giờ các bạn biết đó, khi mà làm quảng cáo nhá, khi mà làm quảng cáo thì bạn biết đặt quảng cáo thôi mà bạn không biết viết thì rõ ràng rất là bất lợi đúng không, và bạn viết được mà bạn phải đợi thằng khác làm Photoshop cũng rất là bất lợi đúng không. Cho nên quan điểm của tôi là gì, một người làm quảng cáo tốt là phải sử dụng được tất cả các công cụ quảng cáo, sau đó là phải viết được bài, phải làm được ảnh, phải làm được video ở mức tối thiểu. Đấy, còn những người không có kỹ năng đấy xin lỗi vứt đi nhá, xin lỗi vứt đi. Thì bạn bạn gì nhỉ, Hoàng. Đấy, nên bắt đầu như nào thì các bạn có thể bắt đầu cái khóa học Marketing Online Pro, dạy nghề Marketing Online cho các bạn. Tôi là rất có thâm niên dạy cái chương trình như vậy, đảm bảo là các bạn ra trường có việc làm tốt, thu nhập tốt. Đấy, kỹ năng đều rất là update. Đấy, học bây giờ thì giao dịch này cũng học qua phần mềm Zoom, học qua phần mềm Zoom và học phí cũng rất là rẻ. Một khóa như vậy là bằng khoảng 10 khóa ở bên ngoài. Mà học phí tôi thu rất là rẻ, trợ cho các bạn, bạn Hoàng hoặc là các bạn sinh viên khác, hoặc là các bạn khác mà quan tâm đến cái khóa học đấy thì lại lại tiếp tục inbox cho tôi sau buổi livestream nhá. Cứ inbox Facebook này hoặc là số điện thoại 0989623888 ghi ở trên đấy đó. Bạn Huyền Nguyễn có hỏi: em đang làm lĩnh vực chuyển phát ra toàn quốc, em muốn học về Facebook Marketing. À ok, nhất trí. Bạn Huyền Nguyễn làm cho đơn vị GNT. GNT là một cái đơn vị vận chuyển và hiện nay người chủ của GNT là Trung Quốc, người Trung Quốc. À, rất là thành công đúng không? Đang bùng nổ.
học về Facebook marketing, ok, thì bạn có thể inbox cho mình nhé. Mình sẽ có sản phẩm đào tạo Zoom này, hoặc là đào tạo qua video, hoặc là đào tạo livestream, hoặc là đào tạo một một cho bạn, hoặc là theo lớp, nói chung là cách gì cũng có. Đấy. Bạn Huyền nhé, bạn để lại số điện thoại cho mình. Bạn Diệu Linh, cảm ơn thầy. Em cũng có theo dõi những video của thầy chia sẻ. Em cho hỏi thầy là cho em hỏi thầy là marketing có phải làm quá lên về sản phẩm của mình không? Kiểu như mì tôm không có tôm không? Trước hết là phải hiểu thế nào là marketing. Đấy. Marketing không phải là làm quá lên về sản phẩm của mình. Đấy là một cái quan điểm sai lầm và lệch lạc. Đấy. Đấy là một quan điểm sai lầm và lệch lạc. Quảng cáo không phải là nói dối. Đấy. Nha, marketing không phải là lừa đảo. Đấy. Trước hết phải trả lời là triết lý về marketing là gì? Thì theo giáo sư Philip Kotler, ông này là giáo sư của học của Đại học Harvard của Mỹ, là một người được mệnh danh là cha đẻ của marketing hiện đại. Ông đã viết những cái cuốn sách về marketing từ những thập niên 70, 80 rồi cơ. Thì ông định nghĩa về marketing như thế này, là marketing là một quá trình làm thỏa mãn khách hàng. Thì các bạn chỉ cần nhớ cho tôi hai thuật ngữ, hai cụm từ trong cái định nghĩa này, nó là một quá trình và thỏa mãn khách hàng nhá. Thì tất cả những cái gì để làm thỏa mãn khách hàng đều gọi là marketing. Marketing không phải là một việc, không phải là một sự, không phải là một công cụ, mà nó là một quá trình. Bạn chạy quảng cáo nó thuộc marketing, đúng không ạ? Bạn livestream như thế này nó thuộc marketing. Bạn chăm sóc khách hàng, ôi Linh ơi hôm nay Linh học có tốt không, Linh đánh giá về buổi livestream của thầy như thế nào, rồi thì Linh có gặp khó khăn gì không, đấy là chăm sóc khách hàng, cũng là marketing, đúng không ạ? Linh viết quảng cáo hay như rót mật vào tai để kích thích, đúng không ạ? Đấy, mô tả bằng những lời văn ý tứ, thuê những người nổi tiếng đó, để tăng cái khả năng tái mua, tăng cái khả năng chốt đơn nhá. Nếu bạn quảng cáo là mì tôm có tôm nhưng mà xét nghiệm không có tôm thì chắc chắn là một sự lừa đảo, và sự lừa đảo đấy thì bị trả giá khi mà dân tình, khách hàng, cộng đồng mạng hoặc là báo chí người ta biết, thì thương hiệu đấy sẽ đổ bể. Marketing mì tôm mà không có tôm, đấy là phương pháp ngày xưa, một dạng lừa đảo. Hiện tại bây giờ vẫn có, vẫn còn rất nhiều, là do những người người ta thiếu trải nghiệm mua sắm, lòng tin dễ dàng, nghe những lời quảng cáo sai sự thật nhá. Người ta gọi là quảng cáo sai sự thật. Ví dụ như là một cái loại thuốc nó không có tác dụng như thế, nhưng người ta cứ nói là có tác dụng như thế để người ta cố bán. Người ta không tôn trọng đạo đức kinh doanh, người ta không tôn trọng pháp luật, vân vân. Đó. Marketing không phải làm quá lên về sản phẩm, mà marketing là làm cho sản phẩm của mình trở nên đẹp đẽ hơn, trở nên hấp dẫn hơn đối với người tiêu dùng, trở nên dễ dàng hơn, kích thích cái sự mua sắm của họ. Cũng giống như em thôi. Đấy, bây giờ em chụp một cái ảnh avatar nhìn như này, một cô gái mặc áo, một cái áo thun màu trắng, có mái tóc ngang vai, và nhìn em như này tôi rất là tò mò. Đấy, tôi rất tò mò là tôi không biết em xinh hay em xấu, em đã có người yêu chưa, em đã lấy chồng chưa, em ước đoán chiều cao nhìn vào cái avatar này cũng rất là khó, không biết là em sẽ cao 1m6 hay là cao 1m63, 65 đây. Đó, thì tôi sẽ tò mò, nó sẽ kích thích cái sự tò mò của tôi, và cái sự tò mò đấy là muốn tôi tìm hiểu về sản phẩm, về dịch vụ. Nhưng mà có thể ví dụ là em quay mặt ra thì mọi chuyện lại đã rồi. Em có chồng, em cao 1m50, em rất xấu gái, tôi không muốn nói chuyện tiếp. Đấy, đấy là một cái ví dụ vui để mọi người hiểu là thế nào là marketing. Marketing nó rất là rộng. Thì là trong cái cuốn sách này cũng đã nói đến trong cuốn sách này tôi có định nghĩa cho các bạn một số định nghĩa về marketing, rất nhiều các định nghĩa mà tôi đã nghiên cứu và tôi đã đọc cụ thể đây nhá, khoe sách một tí. Sách tôi viết thì nó rất là hay, rất là thực tế, chứ không phải là tôi
tôi khoe về bản thân tôi. Thứ nhất là tôi có định nghĩa của Kotler, tôi có định nghĩa của Hiệp hội Marketing Mỹ, gọi là American Marketing Association. Thì marketing là các hoạt động tập hợp của các tổ chức, các quy trình cho việc sáng tạo, kết nối truyền thông, truyền tải thông điệp và trao đổi các yêu cầu có giá trị cho khách hàng, đối tác và rộng hơn nữa là cho cả xã hội. Đấy là định nghĩa về marketing của Hiệp hội Marketing Mỹ. Rồi, xịn chưa? Đấy, của Kotler là marketing là một quá trình làm thỏa mãn khách hàng. Rồi, thế còn một cái cuốn sách là Marketing Donald Trump của cựu Tổng thống Mỹ, vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Ngài Donald Trump thì marketing là những hoạt động nhằm cung ứng các giá trị và giải pháp vượt xa sự kỳ vọng của khách hàng. Đấy. Chỉ riêng sách của tôi nhé, tôi dám khẳng định với các bạn là chỉ riêng sách của tôi có định nghĩa về marketing của Donald Trump. Bởi vì tôi rất là nghiên cứu rất là sâu. Đấy. Donald Trump nói là gì? Đấy. Đó là những hoạt động nhằm cung ứng các giá trị và giải pháp vượt xa sự kỳ vọng của khách hàng. Thì các bạn cứ nhớ là Donald Trump nói cái gì? Donald Trump nói câu là vượt xa sự kỳ vọng. Thế bây giờ nhà em làm đông y, ba đời làm đông y đúng không? Chuyên trị trĩ. Bây giờ thầy đến chữa, em cam kết khỏi thì nó phải khỏi. Nó phải khỏi đứt. Vì tôi đi chữa 5-7 chỗ rồi nó không khỏi thì bây giờ đến nhà em nó phải khỏi. Nó phải vượt xa sự kỳ vọng của tôi. Chứ bây giờ đến nhà em, bác em, chú em lôi tôi ra mổ mê rồi thì cắt cúp rồi thì uống thuốc xong nó vẫn lòi tòi phòi ra đấy, nó còn be bét nhoe nhoét, còn tệ hại, nó không đứng nổi nữa thì đấy gọi là mì tôm mà không có tôm. Linh nhá. Hiểu vấn đề chưa Linh? Rồi tiếp tục này, muốn nghe marketing được không, muốn nghe thuật ngữ được không? Mọi người cứ đặt câu hỏi thoải mái nhé. Mọi người còn đặt câu hỏi, tôi còn thích live stream. Hết câu hỏi thì không like. Bây giờ là 10:45 vẫn còn sớm. Hôm nay tối thứ 6 mà, vô tư đi. Ngày mai tôi phải đi làm bù cho nghỉ lễ, nhưng mà ngày mai tôi cũng không có giờ. Tất nhiên ngày mai tôi có 2 ca tư vấn rồi, nhưng mà không sao. Đam mê. Tiếp này. Đấy. Marketing là một quá trình mà một hãng tìm kiếm được lợi nhuận nhờ quá trình chuyển đổi từ nhu cầu của khách hàng thành doanh thu. Rồi, đây là một định nghĩa thầy Phan Anh đưa ra, đúng không? Marketing là một quá trình xây dựng thương hiệu của bạn, thuyết phục mọi người rằng thương hiệu hoặc sản phẩm hoặc công ty hoặc dịch vụ của bạn là tốt nhất, là phù hợp nhất với một tập khách hàng mục tiêu, đồng thời ra sức bảo vệ và củng cố mối quan hệ giữa khách hàng và thương hiệu mà bạn đã dày công xây dựng. Một định nghĩa tiếp theo. Nghe nữa không? Tiếp nhá. Marketing là đáp ứng nhu cầu và mong muốn của người tiêu dùng. Marketing là một quá trình tạo ra những trải nghiệm không thể cưỡng lại, unstoppable, không thể cưỡng lại, không thể từ chối, để kết nối với từng trải nghiệm cá nhân và tạo ra mong muốn chia sẻ với người khác. Hay chưa? Thuật ngữ nó hay như thế. Thế thì chắc chắn như tôi vừa nói là không phải giống như Linh nói đâu. Không phải là kiểu mì tôm mà không có tôm đâu. Ok. Marketing là tạo lên mối liên hệ giữa khách hàng và các sản phẩm thương hiệu của doanh nghiệp, làm cho họ thích thú với sản phẩm của bạn, làm cho người mua là muốn mua sản phẩm và dịch vụ của bạn. Và marketing là một quá trình thấu hiểu khách hàng, và trên hết marketing là mọi thứ. Ok. Thì đấy, thì là mình vừa giới thiệu với các bạn một vài cái định nghĩa marketing mà mình viết, và mình dám cam đoan với các bạn tìm ở trên thị trường không có một cuốn sách nào mà có nhiều những cái định nghĩa mà nó mới và hay như thế. Chỉ mấy dòng thôi đã thể hiện rồi. Ok thôi, thank you Linh. Một cô gái có cái chiếc áo thun trắng, mái tóc ngang vai và rất là hấp dẫn và rất là tò mò. Tôi rất muốn là cô ấy xinh như thế nào, tôi rất muốn xem. Huyền Nguyễn, hiện tại em đang đầu tư nhượng quyền riêng một mảng giáo. Cái này được. Mình hiểu cái của Huyền rồi. Mình hiểu cái của Huyền. Tức là mình đi làm nhượng. Mình đi làm nhượng. Làm nhượng quyền GNT, mình hiểu. Mình có nghe nói. Được, cái này chạy Facebook ra đơn đấy. Cái này chạy Facebook là ra đơn luôn, làm nhượng quyền GNT chạy Facebook ra đơn. Tốt. Ok.
Anh Cường, lâu lắm rồi không gặp anh. Ngành âm thanh điện tử của năm anh kém quá, có bật mí phương pháp nào không? Nói chung Covid thì mọi người cũng cắt giảm chi tiêu nhiều. Đấy, nhất là loa hàng dòng karaoke dạng chết, chết hết. Nói chung giải pháp thì cũng khó anh ạ. Anh xem là những cái gì anh chưa làm và anh có thể làm gì, anh chi được ngân sách bao nhiêu. Thì em buổi sau em sẽ livestream tư vấn tiếp cho. Bảo Ngọc Gia Minh, em chào anh, em đang muốn nhập xe đạp địa hình trẻ em, cần marketing như nào? Xe đạp địa hình trẻ em. Xe đạp địa hình trẻ em. Sản phẩm này em có thể chạy trực tiếp Facebook và Google. Zalo là ba nền tảng rất tốt, hoặc là lên cả YouTube nữa. Bốn công cụ đấy em chạy là được, ra đơn trực tiếp luôn. Ngoài ra em có thể bán trên sàn và website thương mại điện tử chính em, đấy là 6 kênh mà em có thể dùng. Và trong 6 kênh này thì mình có thể đều hướng dẫn và đào tạo tư vấn cho em được. Đấy. Tuy nhiên là lợi nhuận của sản phẩm không biết có cao không nhá. Sản phẩm địa hình cho trẻ em là bán được, sản lượng không biết là có lớn hay không. Tiếp tục, bạn Duẩn Nguyễn có hỏi: anh cho em hỏi, ngoài nhà là làm nhà hàng ngoài chạy Face thì market trên các kênh nào hiệu quả, nên Now Graph Foodie hay không, tập trung thằng nào chạy tốt, Face bây giờ chạy khác xưa rồi. Nhà hàng thì đúng là kênh Facebook vẫn là kênh rất là tốt, rất là tốt nhá. Ở Hà Nội thì mình đã từng làm marketing cho những nhà hàng mà nhờ có mình làm thì họ đã trở nên nổi tiếng, như là Ao Quán hay Lương Sơn Quán, họ làm rồi rất nhiều các quán ngày xưa mình làm. Nhưng mà đó là thời kỳ khoảng năm 2015 2016, mình chạy đình đám ngày xưa đó, rất quán đông khủng khiếp luôn. Thì kênh Facebook vẫn là một kênh tốt, chạy thì nó cũng không phải là khác xưa mà nó đắt hơn và nó nghiêm túc, nó ngặt nghèo hơn thôi chứ nó không khác. Ngoài ra thì các kênh như Now hay Grab hay Foodie đều là những kênh mà các bạn nên tập trung vào, nên tập trung vào. Đấy. Nhưng mà chắc chắn rằng là kênh Facebook bạn không thể bỏ qua. Đấy. Ngoài ngoài cái kênh đấy thì bạn có thể, nếu ngân sách của bạn tốt thì bạn có thể sử dụng thêm một số kênh như là VOV. Đấy. VOV nó phủ sóng cũng khá là ok, dành cho đối tượng nghe đài. Tuy nhiên trong Covid như này thì cái việc mà các khách hàng đến với nhà hàng là đang rất là hạn chế, thì bạn nên đi theo cái hướng thêm một chút là chuyển đổi sản phẩm sang một số những cái sản phẩm là mua mang về, đóng gói mua mang về ship tại nhà, còn chờ đến khi nó ổn định một chút thì lượng khách. Nói chung là ngành ngành nhà hàng, ngành du lịch là ngành bị ảnh hưởng rất nặng nề bởi Covid, không có lý do gì, không có một phương pháp marketing nào có thể cứu lại được. Chỉ đợi là cuộc sống nó trở lại bình thường, chứ còn cứ bình thường mới kiểu này thì chết, chết chủ quán. Tiền nhà, tiền cửa, tiền nhân viên nó vã cho căng thẳng. Đấy. Có một số những đơn vị mà mở ra thì vẫn sống, cứ mở có Covid, hết Covid cái thì vẫn sống. Ví dụ như là Vua Chả Cá này, hoặc là một số bọn chả cá nó vẫn làm rất là ok. Đấy. Tất cả những kênh bạn nói đều là kênh tốt, không phải không tập trung vào thằng nào mà chạy tất. Quan trọng là tất cả các dòng sông đều chảy. À, cá nào mà chả vào ao, quan điểm là như thế nhá. Nghe này, tất cả các dòng sông đều chảy hoặc cá nào cũng đều vào ao, chơi tất. Đấy, kênh Facebook là kênh tốt, các bạn nên chạy kênh đó. Kênh Zalo cũng là một kênh tốt, có thể chạy nhà hàng được. Năm đó em ra Ao Quán sau. Hồi đó mà em gặp mình sớm thì cũng không đến nỗi đâu. Có những ngày xưa như Ao Quán mình ngồi đấy, có những ngày là có khoảng 1.000 khách tới, nhưng đó là câu chuyện của ngày xưa, thì bây giờ cũng không được nữa. Có ngày 1.000 khách tới, đúng 1.000 khách phải xếp hàng đợi, mình chạy bùng nổ đến mức như thế. 2020 tăng 16,2%.
Thì cho em hỏi nói về marketing thì con gái tụi em phải biết làm gì để quen được người con trai tốt và biết yêu thương mình. Câu này rất hay. Rồi. Thôi anh Cường ơi, anh Cường để buổi sau đi, anh Cường 16% là tốt rồi. Năm nay đặt bao nhiêu? Sang năm năm nay chi ngân sách chạy quảng cáo đi, em tư vấn cho em về em đào tạo cho cán bộ công nhân viên khoảng độ 2 ngày này ngon ngay lên được anh Cường nhá. À, xin lỗi trả lời cho các bạn câu hỏi cuối thì chúng ta nghỉ thôi, cũng 2 3 giờ rồi. Nốt câu hỏi này ta sẽ nghỉ. Để cho các bạn nghỉ đi. Bạn Linh có hỏi một câu khá là hay, dưới góc độ marketing thì con gái tụi em nên làm gì để quen được người con trai tốt và biết yêu thương mình. Thì tôi sẽ lấy ví dụ như thế này. Bạn biết đấy, một chiếc điện thoại như Oppo hay là Vivo cũng chụp ảnh, cũng quay phim, cũng lướt Facebook, cũng nghe gọi điện thoại, cũng nhắn tin. Thế nhưng mà Oppo thì chỉ bán khoảng độ 5-7 triệu, nhưng iPhone thì bán 30 triệu. Câu hỏi được đặt ra là em muốn được quen được người con trai tốt, biết yêu thương mình, thậm chí là gia đình gia giáo, cao giáo, đẹp trai, khỏe mạnh, học vấn tốt, thu nhập cao, là một người đàn ông tử tế giống như tôi chẳng hạn, đúng không? Thế thì nó sẽ phải theo cái lý thuyết ở đây, nó phải tương xứng. Bạn phải có giá trị như thế nào thì người ta mới sẵn sàng trả giá cao như vậy, đúng không? Bạn có thấy là như nhà ông Jonathan Hạnh Nguyễn, các con của ông ấy đều lấy toàn hoa hậu, mới lấy toàn ngôi sao, bởi vì là gia đình nhà người ta là gia đình giàu có, châm anh thế Việt. Một cô gái mà chân đất mắt toét, không có một cái gì gọi là quá ưu điểm thì rất khó có thể bước chân vào nhà người ta được. Đấy là mình nói về góc độ phức tạp một chút, còn đơn giản hơn xã hội thì nó cũng có nhiều trường hợp. Thế thì bây giờ nói về góc độ marketing thì bạn phải tự biết marketing bản thân mình thôi, đúng không ạ? Bạn phải trước hết là làm, đối với góc độ sản phẩm thì bạn phải làm cho một sản phẩm có giá trị, đúng không ạ? Bạn không ngừng xinh đẹp hơn. Đấy. Biết chăm sóc bản thân tốt. Chăm sóc bản thân là như thế nào? Ăn uống, ngủ nghỉ, tập luyện. Đấy. Tập luyện ở đây là tập luyện sức khỏe, vừa là giữ gìn sức khỏe, thứ hai là giữ gìn vóc dáng. Đấy, đúng không ạ? Vóc dáng thì số đo 3 vòng chuẩn. Đấy, thì phải hiểu được gu của những người mà người ta tạm gọi là đại gia đi, hay là các thiếu gia đi, đúng không ạ? Người ta phải thích phụ nữ là trắng, xinh, dịu hiền, thông minh, hiểu biết, chịu đựng, chia sẻ. Nói chung là bọn nó đòi hỏi nhiều lắm. Nó giống như một cái iPhone ấy, vừa quay phim, vừa chụp ảnh, vừa ghi âm, vừa xem phim, vừa ghi chú, vừa nghe điện thoại, vừa nhắn tin, vừa chơi game được. Hãy tưởng tượng mình là một chiếc iPhone, vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, vừa kiếm được tiền, ngu ngơ trong tình yêu, đúng không ạ? Nóng bỏng trong chuyện tình trường. Đấy, rồi thì nói chung là nó gọi là cái thế hệ là 3N đấy, ngoan ngu cái gì ngon, đúng không? Ngoan ngu ngon đấy, kiểu như thế. Nói vui thôi, nhưng mà nói chung là xét về góc độ marketing thì bản thân em hoặc tất cả các bạn gái đều phải làm cho cái giá trị hàng hóa, tức là nếu mình coi là mặt hàng hóa, trở nên có giá trị cao hơn và khan hiếm hơn. Trình độ học vấn cao, đúng không? Hiểu biết xã hội tốt, thu nhập chủ động. Thay vì em thu nhập lẹt đẹt 5 triệu, 7 triệu một tháng, bây giờ em thu nhập khoảng 50 đến 70 triệu một tháng, thì tự dưng những mối quan hệ của em, tất cả những người đàn ông em quen, người ta nhìn em sẽ khác. Câu chuyện người ta nhìn em sẽ khác, đúng không? Đấy. Em xinh đẹp hơn bằng cách là em chú trọng ăn uống, tập luyện, sử dụng mỹ phẩm cao cấp, làm cho da trắng mịn hơn, rồi da lão hóa chậm hơn. Đấy. Chú ý đến những cái chi tiết nhỏ trong khuôn mặt của mình, đúng không ạ? Ví dụ như là da dẻ mịn màng, không mụn nhọt. Đấy. Rồi thì răng riếc phải trắng đẹp, đúng không ạ? Ví dụ thế. Đấy. Rồi thì
lông mi, lông mày vân vân. Tất nhiên cũng có thể thẩm mỹ sửa chữa một chút nhưng mà đừng đừng quá đà. Hình thể nhá, hình thể phải đẹp. Nói chung là thầy thì cũng chia sẻ bất kỳ một người đàn ông nào, thầy cũng thế thôi, hay bất kỳ một người đàn ông nào thôi, là người ta đều muốn là người phụ nữ của mình xinh đẹp, nóng bỏng, hấp dẫn. Kể cả là một người giàu hay người nghèo thì họ đều có nhu cầu như nhau, chẳng qua là người giàu thì người ta có thể lựa chọn, còn người nghèo đôi khi người ta không có sự lựa chọn. Chứ không phải là tôi thích đi chơi với một cô bạn gái hay một cô vợ mà trông như quỷ dạ xoa và nói rằng là cô này có tâm hồn đẹp lắm. Nói chung là cái đấy tôi thầy nghĩ là nó cũng chắc là chuyện cổ tích ngày xưa người ta kể, là vì người ta muốn hướng tới cái sự tốt đẹp trong con người thôi. Còn bây giờ mà như quỷ dạ xoa thì thôi, hết cơ hội từ đầu rồi. Thì đẹp là một tiêu chí nhá, đẹp là một tiêu chí quan trọng nhưng không phải là tất cả. Đấy, về học vấn, về tính nết đó. Tất nhiên các cụ nói là cái nết đánh chết cái đẹp, ngày xưa các cụ cũng ủng hộ cái nết nhiều, nhưng bây giờ thì mình không so sánh là đánh cái nết đánh chết cái đẹp, mà vừa đẹp lại vừa nết, thế nó mới là tuyệt vời, mới kiếm nhiều tiền nữa, nó mới khó. Thế thì bạn, nếu mà bạn được cả ba những cái như thế thì bạn sẽ rơi vào trường hợp là chắc chắn là phải có những con cái nhà gia đình châm anh thế Việt người ta mới hỏi được bạn. Đấy là sự thật. Tháng bây giờ bạn kiếm tiền khoảng 100, 200 một tháng thì tự dưng các mối quan hệ với bạn đàn ông nó cũng sẽ khác. Bạn học vấn thạc sĩ tiến sĩ, mối quan hệ của bạn đàn ông cũng sẽ khác. Đúng không ạ? Bạn xinh đẹp và bạn hội tụ cả ba cái yếu tố đấy vào thì mối quan hệ đàn ông cũng sẽ khác. Ok, thôi. Finish ở đây nhỉ. Hôm nay tạm tạm thế. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hôm nay có Linh là hỏi được nhiều nhất. Ok, xin chào, cảm ơn mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon. Hẹn gặp lại một buổi khác của tuần sau nhé. Nếu mà mọi người có vấn đề gì, mọi người cứ liên hệ với mình inbox, số điện thoại, hoặc email, hoặc là nhắn tin, hoặc là gọi cho mình. Bye. Xin chào. Thank you so much. Have a good night.